Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là người Việt Nam chúng ta rất quen thuộc với câu ca dao là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Vâng ạ, đối với người dân Việt Nam thì cà dầm tương, một món ăn dân dã, khơi gợi lại những miền ký ức tuổi thơ của rất nhiều người, đúng không chị Hà My? Vâng, món ăn này thì tuy là một món ăn dân dã nhưng mà để chế biến được thì là cả một quá trình rất là cầu kỳ với những bí quyết rất riêng, đầy tinh túy. Để được thưởng thức trọn vẹn món ăn này thì tôi nghĩ là quý vị nên tìm đến Hòa Thôn thuộc xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Bởi hàng trăm năm trước thì món cà dầm tương ở đây đã được tiến vua. Vâng, và trong tiểu mục về làng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng về với xã Hòa Thôn để chúng ta cùng tìm hiểu món cà dầm tương đã được người dân địa phương chế biến như thế nào bằng tất cả sự tinh tế của mình. Cặp vợ chồng này nổi tiếng ở thôn Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vì sở hữu những bí quyết làm món cà dầm tương gia truyền. Theo họ, không phải trái cà nào cũng đủ tiêu chuẩn để làm. Cà là phải ở diện tích to như thế này. Cái thứ hai là bánh tẻ, không diện đỏ chôn, không có sâu xia gì. Vì sâu của cà nó khác với các mọi sâu khác, khi ăn là nó bị chối. Cà được tách núm, rửa sạch và để ráo nước. Mỗi quả cà sẽ được đắp một nắm muối đúng vào vị trí núm vừa tách ra. Còn đây là gạo để làm tương, chúng sẽ được ngâm trong 7 tiếng đồng hồ cho bở, sau đó trộn thật đều với bột ngô và đem lên đồ. Nếu mà làm mà nó không kỹ nguyên liệu mà không được chuẩn mà nó còn những cái cục ấy, không sang này còn cái cục ấy. Thì là sau khi đô lên là cái cục ấy nó không chín được. Kể cả phơi nắng xong rồi đến lúc nó cũng bị sủi. 20 ngày là thời gian đủ để muối ngấm vào cà, giúp cà có được màu sắc đẹp và hương vị đậm đà. Cà sau đó được ép sạch nước rồi mới dầm vào tương. Công đoạn này, nếu làm không cẩn thận, cà sẽ bị thâm đen. Thời gian dầm từ 8 tới 10 tháng là có thể sử dụng được. Bấy nhiêu thời gian cho thấy được sự kỳ công của món ăn, tưởng như rất dân dã này. Chẳng vậy mà món cà dầm tương ở Hòa Thôn được nhiều thực khách sảnh ăn yêu thích. Nhà bác Tiệp mỗi năm đưa ra thị trường 2 tấn cà dầm tương thành phẩm. Nói ra là một quả cà bát, nhưng thực tế bên trong quả cà này không phải là quả cà bát nữa, chỉ là cái vỏ đựng tinh túy của tương. Bao nhiêu cái chất ngon của tương thì cà nó ít. Một hộp này là bây giờ cả hộp cả tương là 250.000, là 50.000 một quả. Đến Hòa Thôn, chẳng khó để bắt gặp những chum cà nơi góc sân các nhà. Hình ảnh thân thuộc, in dấu trong những năm tháng ấu thơ của những người con vùng quê này. Nơi còn lưu giữ một món ăn dân dã nhưng đầy tinh túy trong bản đồ ẩm thực Việt Nam.